Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu đường đen. Thì gồm có như sau: đường nâu, rồi mình sẽ cho 100g đường nâu nha các bạn. Rồi mình cho trực tiếp vào nồi luôn. Rồi mình cho đâu khoảng 2 muỗng cacao. Mình cho 30ml mật ong. Rồi mình cho 50ml nước ha. Rồi sau đó mình sẽ nấu lên. Các bạn có thể nấu trong vòng khoảng 5 phút nha các bạn. Rồi khi sôi là các bạn nhớ khuấy lên. Rồi sau đó xong thì mình sẽ tắt, mình chế ra nha các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ đổ vô ly nha các bạn. Tôi đã hướng dẫn xong cách nấu đường đen. Hẹn gặp lại các bạn về phần tiếp theo.